mình không live stream thì nó trong nhớ mình lắm luôn. Nhất là cái bà Milia. Bà đọc cái gì vậy ta? Cái gì? Bà không nghe ra bà đọc cái gì? Thảm ra kì. Nhéo nhéo lên chi vậy kì? Thảm ra. Em gọng hết sức rồi đó chị. Gì vậy, cái vụ án gì vậy Như? Úi xổi rồi. Được 500 người đăng ký rồi nha. Cái gì? Ừ. Nhanh vậy? Ừ. Có của Việt Nam không? Ừ. Có Việt Nam, có Việt Nam đăng ký không? À. Có đâu? Có dưới. Cái xịt mụn cơ mà. Ừ. Là cái gì? Cái lọ mà chữ cam cam đúng không Trinh? Đúng rồi. Dạ. Rồi còn dưới em. Cái lọ mà cái xịt mụn mũi á. Ừ, còn.
Em bị một cái mũi hả? Hồi trước em có xài đó chưa? Em cứ lại xài cứ lại xịt đó. Ừ, thấy ok không? Thấy nó cũng đỏ. Ừ. Vậy hả? Chỉ còn chứ.
tái. Con định em tập cục cho trai trai không? Bốc ít bông rồi đi hãy ơi. Thank you.
miếng bông nước đi em ơi.